được cô dì Thảo sành điệu quá, lướt mép điệu nghệ luôn ta. Cảm ơn em đã quá khen. Mà sự thật là như vậy mà, phải không? Trước tiên thì mình phải chào khán giả trước đã nha. Dạ đồng ý. Đầu bếp Diệu Thảo cùng với Kim Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Kim Thảo ơi, hôm nay có một vị khán giả đó yêu cầu một cái món ăn mà làm từ cá thắt lát nè. Không biết là mình có đáp ứng được hay không ha. Kim Thảo đọc thử thư xem. Dạ. Kính chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Tôi là Lệ Nguyên ở Gò Vấp. Chương trình biết không, các bé nhà tôi rất thích ăn các món ăn cá thắt lát. Do đó tôi thường làm chả cá bằng cách là chiên lên rồi cắt nhỏ ra. Như vậy thì các bé rất là thích, nhưng lại không bổ sung được thêm rau cho các bé. Rất mong chương trình giới thiệu cho tôi một món chiên nào đó làm từ cá thắt lát nhưng vẫn có rau trong khẩu phần ăn của các bé. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cái này thì rất là giống Kim Thảo hồi nhỏ, đó là không bao giờ thích ăn rau cả và thường là chỉ ăn thịt thôi rồi lựa rau ra bỏ đi. Như vậy thì trong chương trình này cô sẽ thực hiện một món ăn với cá thắt lát nè, và đồng thời lại phối hợp với lại một cái loại trái rất là dễ ăn và chắc chắn sẽ làm cho các bé rất là thích đó. Đó là món đậu bắp nhồi chả cá chiên. Để thực hiện món đậu bắp nhồi chả cá chiên thì quý vị khán giả cần chuẩn bị 200g cá thắt lát, một ít tương ớt, 10 trái đậu bắp, hành lá thì là các loại gia vị thông thường và Aziquit bột chiên giòn hải sản. Giai đoạn đầu tiên thì quý vị khán giả sẽ chuẩn bị cái phần đậu bắp trước. Đậu bắp mua về thì chúng ta rửa sạch xong rồi chúng ta cắt bỏ cái phần cuống đi. Sau đó thì chúng ta sẽ chẻ đôi trái đậu bắp ra. Chẻ đôi ra như thế này, chúng ta sẽ dùng một cái muỗng nhỏ nè. Chúng ta sẽ bỏ hết cái phần hạt đi. Và như vậy thì chúng ta sẽ nhồi chả cá vào nửa trái đậu bắp này rất là dễ dàng và thuận tiện. Cọng hành lá thì chúng ta băm thật là nhuyễn ra nha. Băm nhuyễn phần cọng hành lá xong thì cô sẽ cắt nhuyễn cái phần thì là này ra. Dạ. Cá thắt lát này quý vị khán giả sẽ cho khoảng một muỗng canh cọng hành lá và khoảng một muỗng canh thì là nữa. Chúng ta sẽ ướp gia vị vào khoảng nửa muỗng cà phê tiêu và một muỗng cà phê nước mắm. Trong trường hợp mà quý vị khán giả làm với lại một cái cân lượng ít như thế này, khoảng 200g thôi, thì chúng ta có thể dùng muỗng, chúng ta tán ra thật là mịn như thế này thì cũng đủ làm cho cá thắt lát thật là dai rồi. Nếu muốn cho cá thắt lát dai thì chúng ta cần phải tán nhuyễn và tán thật là kỹ để cho nó thật là dẻo. Một bước rất là đơn giản nhưng cũng rất quan trọng phải không cô? Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nên quét cá thắt lát thật là kỹ để cá được dai và ngon hơn. Nếu như mà quý vị chế biến số lượng ít thì chỉ cần cho cá vào trong một cái tô hoặc cái chén rồi dùng muỗng quét thật là đều tay cho nhuyễn và dẻo cá là được. Bây giờ thì cô đã quét xong cái phần cá thắt lát rồi, chúng ta sẽ sang đến giai đoạn kế là giai đoạn tạo hình cho món ăn. Dạ. Quý vị khán giả sẽ lấy một ít cá thắt lát và cho vào cái trái đậu bắp. Sau đó đó, quý vị khán giả sẽ lấy tay nhúng một ít dầu và định hình lại cái phần cá thắt lát này cho thật là đều đặn. Dạ rồi, em phụ cô. Vậy là xong rồi. Nhưng mà em lo một điều là khi mà mình bỏ vào chảo dầu để mình chiên thì cá thắt lát sẽ đi đường cá thắt lát, còn đậu bắp sẽ đi đường đậu bắp quá cô. Em đừng lo, bây giờ cô đã chuẩn bị sẵn nè, Aziquit bột chiên giòn hải sản nè. Khi chúng ta nhúng những cái trái đậu bắp này vào trong bột, chúng ta chiên thì sẽ giúp cho trái đậu bắp định hình tốt hơn và đặc biệt là phần chả cá bám chặt vào trái đậu bắp. Dạ em cảm ơn cô. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ sử dụng Aziquit bột chiên giòn hải sản để cho miếng chả cá sẽ bám chặt vào đậu bắp và món ăn được định hình tốt hơn quý vị nhé. Bây giờ cô sẽ sử dụng khoảng nửa gói Aziquit bột chiên giòn hải sản nha. Dạ. Quý vị khán giả sẽ pha bột theo tỷ lệ là cứ 60g bột thì 55g nước. Sau đó thì chúng ta hòa đều từ từ để cho bột tan thật là đều và thật là mịn như thế này. Kim Thảo giúp cho cô. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái chảo, chúng ta cho nhiều dầu vào, chúng ta sẽ chiên món này ngập dầu. Chúng ta sẽ nhúng từng cái trái đậu bắp vào trong phần bột mà quý vị khán giả vừa mới pha. Và khi chúng ta nhúng bột như thế này là nó sẽ có tác dụng là giúp cho món ăn của chúng ta sẽ có độ giòn nhẹ và vị thì đậm đà hơn. Dạ. Chúng ta đảo đều nó ha cô. Đúng rồi, em đảo đều lên giúp cho cô. Tiếp tục pha đến cái phần sốt chúng ta dùng kèm với lại đậu bắp nhồi chả cá chiên. Chúng ta sẽ cho khoảng 2 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo và 1 muỗng canh tương ớt. Trước khi mà chúng ta vớt đậu bắp nhồi chả cá ra thì quý vị khán giả sẽ để lửa thật là lớn và chúng ta vớt ra, như vậy sẽ giúp cho cái món ăn của chúng ta thật là ráo dầu.
Bây giờ chúng ta sẽ xếp những cái trái đậu bắp ra nè. Phần sốt ăn kèm này chúng ta trang trí thành là những cái giọt nhỏ như thế này. Và bây giờ thì cô sẽ để cho Kim Thảo thử một trái đậu bắp nha. Dạ. Em cảm ơn cô. Phải chấm với sốt. Cô biết không, món này mà em làm ở nhà ngay bây giờ đó thì chắc có lẽ là em phải ăn bằng hết đĩa thì mới có thể ngưng lại được đó cô. Chả cá thì thịt rất là ngọt và dai và được bao phủ bởi một cái lớp ngoài giòn giòn của acid quýt bột chiên giòn hải sản. Và khi mà đã ăn một miếng rồi thì chắc chắn là phải muốn ăn hết cả đĩa cơ. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng gần hết rồi. Kim Thảo trước khi chia tay nhắc lại những cách thức để quý vị có thể kết nối với chương trình. Đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Quý vị có thể gửi yêu cầu hay những thắc mắc về những chuyện có liên quan đến công việc bếp núc và cho chúng tôi. Hoặc là cũng có thể gọi điện thoại nữa đến số là 083-823-7557. Đó chính là trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam. Trang web chính thức của chương trình là mongonmỗingay.com. Cũng là một nơi lý tưởng để quý vị có thể tìm ra những thực đơn ngon cho gia đình của mình. Hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Đến đây thì đầu bếp Dự Thảo cùng với Kim Thảo xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. Và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.